xây dựng Nhiên Phát kính chào cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì bên em Nhiên lại về rất nhiều hàng mới cô bác anh chị mình nhá. Thì trước tiên thì em sẽ thanh lý một số hàng cũ cho cô bác anh chị nào mà có nhu cầu muốn mua các bác nhá. Thì bác nào có nhu cầu thì bác có thể liên hệ ngay vào số hotline của cửa hàng bên em là 0917210707 hoặc là 0989414896, em có ghi ở phía trên màn hình các bác nhá. Thì đầu like thì ngày hôm nay thì bên em có một cái con laser các bác này. Đây, laser Rakuten. Đấy, hàng này thì đã qua sử dụng rồi cô bác anh chị mình nhá. Thì con này thì không pin, không sạc, không hộp gì hết nữa. Con này đã qua sử dụng rồi. Nói chung là tia còn xài rất ok luôn. Thì em thanh lý với giá chỉ có là 150.000 thôi các bác nhá. Rakuten này, đấy, 150.000 với cái dòng laser Rakuten nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này thì cái này thì có lẽ hỏng motor hay gì gì đấy, nhưng mà trước kia là bán tầm 1 triệu ấy. Thì ngày hôm nay thì em sẽ thanh lý với giá là 250.000 để cho cô bác anh chị nào có nhu cầu về muốn sửa nhá. Sẽ đi kèm là có pin, pin vẫn đang hoạt động này. Đấy, đấy, còn đây là nói chung là phụ kiện đầy đủ cô bác anh chị mình. Đấy, thanh lý với giá là 250.000 cho bác nào về nhu cầu muốn sửa này. Đấy, rồi chuyển tiếp qua bên này này. Em còn sót một con máy quạt. Quạt này thì vừa quạt vừa đen, nhưng mà lại thân quạt các bác nhá. Bác nào ở nhà có pin này, đấy, có chân pin phổ thông thì các bác có thể mua cái thân quạt này về xài này. Đấy, thân quạt này thì em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 450.000 thôi các bác nhá. 450.000. Đấy, bác nào mà có ở nhà có chân pin phổ thông rồi thì các bác có thể mua về xài cho em nhá. Đấy, còn sót duy nhất một em nữa thôi, 450.000 thân quạt các bác nhá, xài pin phổ thông. Đấy, thân quạt xài pin phổ thông, cái này thì có cả đèn nữa. Đấy, Himuki nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này, em còn một thân bu lông kèm một sạc. Đây. Nhưng mà chân này là chân nó chân bản to các bác nhá. Đấy, bác nào mà có cái chân này thì các bác có thể mua về sử dụng này. Đấy, thì em thanh lý cả đôi như thế này với giá là 200.000 thôi. Đấy, thân bu lông kèm sạc như thế này thì em thanh lý với giá là 200.000 các bác nhá. Đấy, chuyển tiếp qua bên này cho cô bác anh chị mình. Ngày hôm nay thì em có về một cái lô máy hàn. Đấy, hàn da xích này. Con này cực kỳ xịn sò, có vali luôn cô bác anh chị mình. Dây hàn kìm hàn kẹp mát đầy đủ cho em các bác nhá. Đây, dây hàn kìm hàn kẹp mát đầy đủ này. Con này thì em sẽ bán với giá là 750.000 các bác nhá. Nó nằm ở trong vali. Đấy, cực kỳ tiện luôn. 750.000 đây cô bác anh chị mình nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình một cái dòng quạt hu can cô bác anh chị mình. Cái này thì mình vừa xài pin này, vừa xài điện các bác nhá. Đấy, đây là xài pin này, bác nào mà sử dụng chân pin phổ thông này thì cô bác anh chị mình có thể xài cái máy này các bác nhá. Đấy, bộ đi kèm là sẽ có là một mã thân máy này. Em sẽ bỏ thêm cho cô bác anh chị một cục pin này, kèm theo một cái sạc như thế này. Đấy, cái này thì mình vừa cắm điện vào quạt và mình có thể sạc được cả pin luôn cô bác anh chị mình. Đấy, rất tiện và sử dụng các bác nha. Và đợt này thì bên em sẽ tặng kèm cho cô bác anh chị mình một cái túi này, một cái túi để đựng quạt luôn để các bác có thể đi du lịch mọi nơi cho em. Đấy, rất thích hợp cho bác nào mà ở nhà mà có trẻ nhỏ hay bỏ dưới chân giường này, hoặc là đi du lịch picnic này, hoặc là mình đi nằm viện như thế nào đấy thì cô bác anh chị mình có thể mua cái dòng quạt này. Cái này thì mình có thể xoay lên xoay xuống được này, hoặc là các bác có thể ngoắc lên cửa sổ cũng ok này, có móc đây cô bác anh chị mình nhá. Đấy, giá chỉ có là 860.000 thôi cô bác anh chị mình. 860.000. Và bây giờ thì em sẽ cắm cho cô bác anh chị mình xem này. Đây, đây là cái lỗ để cho cô bác anh chị mình cắm điện trực tiếp nhá. Đấy, nếu như bác nào mà không thích xài pin mà muốn cắm điện trực tiếp thì cô bác anh chị mình có thể cắm trực tiếp vào đây các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Và bây giờ em bật quạt này. Đấy, có cái tay nắm để xách luôn các bác nhá.
Đấy, cực kỳ khỏe luôn. Ở đây thì có cấp đồ số để cho mình bật. Đấy, thích muốn mảnh nhẹ gì các bác có thể bật ở đây các bác nhá. Đấy, cực kỳ tiện luôn nhá. Còn nếu như bác nào mà không thích xài điện này, đấy, không thích xài điện thì mình xài pin các bác nhá. Đây, bên em sẽ kèm theo cho các bác anh chị một viên pin như thế này. Đấy, cực kỳ tiện này. Đấy, ok chưa? Đấy. Giá chỉ có là 860.000 thôi các bác anh chị mình. 860.000 thôi các bác nhá. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. 860.000. Khi các bác xài xong này, khi các bác xài xong mà các bác muốn sạc thì các bác cũng có thể sạc trực tiếp ở đây luôn cho em này. Đấy, ok chưa? 860.000 thôi các bác anh chị mình. Nhanh tay các bác nhá. Số lượng còn 5 cái nữa thôi các bác nhá. Qua tiếp cho các bác anh chị mình các bác nhá. Rìu sói này. Đây. Rìu sói các bác nhá. Đấy, cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, cán cầm cực kỳ đẹp mê ly luôn các bác nhá. Rìu sói thì bên em Nhiên đang bán với giá chỉ có là 250.000 thôi các bác anh chị mình. 250.000 này, em quay từng chi tiết một cho các bác anh chị mình xem này. Đấy. 250.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Máy hàn mic không khí của bác anh chị mình nhá. Hàng này là hàng Kingwell, hàng chính hãng của bác anh chị mình. Cái này là mình không cần xài khí, mình xài cuộn thuốc các bác nhá. Và đợt này thì bên em có chương trình khuyến mại sẽ tặng kèm thêm một cuộn thuốc 1 ký cho các bác anh chị mình khi mua máy hàn mic không khí này. Đây, tặng kèm một cuộn thuốc như thế này để cho cô bác anh chị mình về sử dụng nhá các bác nhá. Đi kèm này. Đấy, thì sẽ có dây hàn kìm hàn kẹp mát này. Đấy, lúc nào thì các bác mà muốn hàn que thì các bác bật sang chế độ hàn que cho em nhé. Còn nếu như các bác nào mà hàn cuộn thuốc 0.8 này, 1.0 thì các bác bật theo tương ứng cho em này. Đây, ok chưa? Rất dễ sử dụng luôn. Đấy, và đi kèm là sẽ có này, súng mic này. Đây, ok chưa? Đấy, và chương trình khuyến mại thì đợt này thì bên em sẽ tặng kèm một cuộn thuốc mà giá thì bên em đang bán với giá là 1.750.000 cô bác anh chị mình. 1.750.000 tặng kèm một cái cuộn thuốc như thế này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em nhé. Đấy, mic không xài khí các bác nhá. Đấy, cuộn thuốc thì về các bác bỏ vào đây. Đấy, ok chưa? Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Cưa xích các bác này, bổ hai pin, một sạc và một thân máy này. Đây, lam của nó đây các bác nhá. Đây, lam của nó là tầm 4 inch. Lam tầm 4 inch các bác nhá. Đây. Đấy, các bác còn muốn cưa cây hay là cưa ván thì các bác có thể mua loại này về xài cho em. Đấy, giá chỉ có là 350.000 thôi các bác nhá. 350.000. Qua cho cô bác mình chỉ mình cái bổ tiếp các bác nhá. Cái bổ này thì sẽ có một đầu chuyển từ bu lông sang đầu khoan này 10 ly các bác nhá. Một cái đầu chuyển vít này. Sẽ có kèm theo là tip 14 này, tip 17, tip 18, tip 19, tip 21 và tip 22. 2 4 6 cái tip và một cái đầu chuyển và một cái đầu chuyển vít. Đấy, một tip mở đi kèm một cái dây đeo. Giá chỉ có là 130.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, ngày hôm nay thì bên em có về một cái lô máy khoan pin 10 ly các bác nhá. Con này thì có 25 cấp độ trượt và 3 chế độ khoan bắn vít và búa. Và sẽ có là 2 pin 5 cell, đồ sạc kèm theo phụ kiện. Giá chỉ có là 395.000. 395.000 thôi, các bác mua được bộ khoan pin này về các khoan tường các bác nhá. Về khoan tường bắn vít thoải mái cho em, giá là 395.000 này. Rồi tiếp theo bên này này, đây là cái kính lúp. Cái này thì bác nào mà ở nhà mà có con nhỏ học bên sinh học hoặc là ông bà già ấy, ông bà già mà không thể đọc được chữ nữa ấy, thì các bác có thể mua cái kính lúp này về cho em. Giá chỉ có là 65.000 thôi. 65.000 các bác nha. Rồi tiếp theo Nhiên qua tiếp này, đây là cái bộ cắt móng tay các bác nha. Rất nhiều món luôn. Và bộ cắt móng tay này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 60.000, 70.000 các bác nha. 70.000 thôi, quá rẻ luôn. Còn đây là cái gạt tàn thuốc này. Gạt tàn thuốc này thì bên em đang bán với giá là 30.000 một cái gạt tàn thuốc này bằng thủy tinh các bác nha. Bằng thủy tinh này. Rồi tiếp theo em Nhiên qua tiếp bên này cho các bác anh chỉ mình thước lavo này. Đây, thước lavo các bác nha. Thước lavo này thì vừa là có thước đo này. Đây, vừa có laser này, có dây thước mét ở đằng sau này, có mực nước đo luôn các bác. Giá chỉ có là 80.000 một cái thước lavo thôi. Miếng dán đau vai gáy này. Đây, miếng dán đau vai gáy và phía trong này là sẽ có 12 miếng các bác nhá. Giá chỉ có là 20.000 thôi. Bác nào mà đau cổ vai gáy thì các bác sắm ngay cho em một cái bịch miếng dán vai gáy này cho em. Giá chỉ có là 20.000 thôi các bác này. Còn đây là miếng dán
miếng rán thái độc chân. Đấy, trong này sẽ có là 50 miếng. Trong này là có 50 miếng các bác nhá, mà giá chỉ có là 50.000 thôi. Các bác có thể rán được trong vòng là 50 ngày. Đấy, 50 ngày cho em. Đấy, miếng rán thái độc chân các bác nhá. Cách 2 ngày mình rán một hoặc là 1 tuần mình rán một cũng được. Đấy, sau bao nhiêu ngày làm việc mệt mỏi mình rán để thải độc hết trong cây chất độc trong người mình ra. Mình không cần phải rán hàng ngày đâu các bác nhá. Mình rán cứ tầm 2 3 ngày hoặc 1 tuần mình rán lại cho em. Đấy, trước khi đi ngủ và sau khi mình thức dậy thì mình lột ra mình sinh hoạt bình thường thôi. Giá chỉ có là 50.000 thôi. Rồi qua bên này cho em này. Đèn đuổi đầu 3 bóng các bác nhá. Đèn đuổi đầu 3 bóng này thì bên em đang bán với giá là 125.000. Và pin này là pin sạc các bác. Cái này thì pin sạc. Đấy. Hàng này hàng của Nhật Bản, giá chỉ có 125.000 thôi. Còn bác nào mà nhu cầu về đèn đuổi đầu 1 bóng này, đèn đuổi đầu 1 bóng này thì giá là 50.000 một cái các bác nhá. Đèn đuổi đầu 1 bóng là 50.000 một cái này. Đấy. Còn qua tiếp này, đèn ốp tường. Đèn ốp tường các bác. Đấy, cái này thì mình sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Và cái mắt này thì các bác biết làm gì không? Mắt này thì để người đi qua thì nó sẽ sáng các bác nhá. Người đi qua nó sẽ sáng các bác này. Đấy, ok chưa? Đấy, giá chỉ có là 85.000 một cái đèn ốp tường như thế này thôi. Còn đây là bẫy chuột thông minh. Bẫy chuột thông minh này thì bên em đang bán với giá là 15.000 một cái các bác nhá. Bẫy chuột thông minh. Rồi qua bên này tiếp theo cho cô bác anh chị một chút này. Đấy, gối massage các bác nhá. Gối massage này thì các bác có thể massage 6 chức năng: vai, cổ, tay, chân, lưng và thắt lưng. Đấy. Ở đây là nó thiết kế bi nhỏ bi to để cho nó thích hợp vào lòng bàn chân, lòng bàn tay của mình và cổ vai gáy cho mình nhá. Giá chỉ có là 280.000 thôi và có nó có sinh nhiệt nữa. Có ánh sáng hồng ngoại để nó sinh nhiệt nữa các bác nhá. Giá chỉ có là 280.000 thôi các bác nhá. Đấy, còn đây là bộ rắc hơi này. Đây, bộ rắc hơi này thì bên em đang bán với giá là 70.000 các bác nhá. Bộ rắc hơi này giá là 70.000 này. Đấy, các bác không cần đi ra ngoài rắc hơi lúc ốm đau nữa đâu. Mà các bác có thể sử dụng ở nhà cho em. Giá chỉ có là 70.000 thôi. Qua bên này cho em các bác. Đây là cái bộ rìu. Đấy, rìu các bác nhá. Rìu sói. Rìu sói các bác. Đây, hàng này hàng của Nhật Bản các bác nhá. Đấy, cực kỳ sắc bén luôn. Và cái này thì các bác đi rừng hay là đốn củi hay là chặt gì các bác chặt này, giá chỉ có là 250.000 thôi. Đấy, rìu sói này giá là 250.000. Đấy, quá rẻ luôn. Đấy. Rồi tiếp theo em qua tiếp này. Đây, bác nào nhu cầu về cái bộ thố đựng thức ăn nhá. Bộ thố đựng thức ăn này thì sẽ có 5 thố, 5 thố từ bé cho đến lớn các bác. Và sẽ có nắp đẩy bằng cao su như thế này, bằng nhựa ấy. Nhựa như thế này giá chỉ có là 39.000 một cái bộ thố như thế này thôi. Một cái bộ thố đựng thức ăn như thế này giá chỉ có là 39.000 thôi các bác nhá. Rồi tiếp theo em qua bên này cho cô bác anh chị mình bộ kim chỉ nhá. Bộ kim chỉ này thì bên em Nhiên đang thanh lý với giá là 25.000 một cái bộ kim chỉ thôi các bác nhá. 25.000 một cái bộ kim chỉ, ở trong này thì sẽ có là kim này, kéo này, đấy, chỉ này, chỉ thì rất nhiều màu luôn. Đấy. Rất ok, giá chỉ có là 25.000. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho các bạn chỉ mình tiếp. Đây là cái bộ tip 8-24, có cần tự động, có nối ngắn. Và tip này là tip 1/2, các bác ghi cho em là CRV. Đấy, CRV các bác nhá. Và bộ tip này thì bên em thanh lý về giá chỉ có là 150.000 thôi. 150.000 thôi các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn. Còn bác nào nhu cầu về đuôi đèn nhá, đuôi đèn thì bên em Nhiên thanh lý với giá là 5.000 một cái thôi. Đuôi đèn là 5.000 một cái này. Còn như phích cắm này, phích cắm cũng là 5.000 một cái thôi các bác. Còn nếu như bác nào lấy vít này, vít này thì bên em Nhiên thanh lý với giá là 10.000 các bác nhá. Vít này thì giá là 10.000, vít tăng đấy, vít tăng giảm này hai đầu các bác nhá. Cái này thì hai đầu đấy, một đầu ba ke, một đầu vít. Đấy, một đầu ba ke, một đầu vít mình có thể dắt ở bên này cũng được luôn. Đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 10.000 một cái này. Còn đây là mài dao ba khe. Đấy, bên em thanh lý về giá chỉ có là 25.000. Đấy, còn tiếp qua khò này, khò ga thì khò ga các bác nhá. Khò ga thì bên em có hai loại, một loại là 65.000 hàng của Nhật Bản. Nói chung cái nào cũng của Nhật Bản thôi, nhưng một cái thì nó xịn sò hơn thì giá là 65.000. Đấy. Khò ga 65.000 này, còn bác nào mà lấy loại này thì giá chỉ có là 40.000 thôi. Đấy, khò ga à, bên em có hai loại đây các bác nhá, 65 và 40. Còn đây là miếng dán dính ruồi này, này, miếng dán dính ruồi trong này sẽ có 10 tấm. 10 tấm như thế này thì giá chỉ có là 10.000 thôi các bác nhá. 10.000 thôi, đấy, giá cực kỳ bèo luôn, đấy. Quá rẻ luôn các bác nhá.
Rồi tiếp theo em qua tiếp này, bào gọt rau củ quả này. Bào gọt rau củ quả này thì giá chỉ có là 55.000 một cái thôi các bác nhá, 55.000 một cái này. Còn đây là vị đầu bản tôn. Đấy, vị đầu bản tôn này thì 25.000 người đầu. 25.000 người đầu này, cuốc xẻng này. À, cuốc xẻng cái này thì vừa mở bia, vừa làm cuốc, vừa làm xẻng cho em. Mini nhỏ gọn các bác làm vườn vườn mini ấy, hoặc là các bác ở trên ô tô đi du lịch cho em nhá. Giá chỉ có là 55.000 cái cuốc xẻng thôi. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đây là cái bộ xịt tăng áp. Bộ xịt tăng áp các bác ghi cho em là xịt tăng áp đen các bác nhá. Giá chỉ có là 75.000 thôi. Đấy, 75.000. Còn ngày hôm nay thì em có về một cái đấy, bộ đèn pin. Đấy, cái bộ này thì giá là 150.000. Nó rất nhiều phụ kiện để cho mình chơi. Rất nhiều phụ kiện cho mình chơi các bác nhá. Bút này, dao này, thước này. Cái này thì kèm theo cả mở bia luôn. Đấy, la bàn này. Đấy, rất nhiều luôn. Móc khóa này rất nhiều luôn các bác nhá. Cái và cái bộ đèn pin đồ chơi này thì một bộ đèn pin như thế này giá là 150.000. Cái này là cái bút này, bút này bút sắt luôn đấy. Đầu này là giống như là để cắt kính luôn các bác nhá. Đầu này là gọ để cắt kính luôn này, kéo cái là kính mình cắt cái kính luôn đấy. Đấy, giá chỉ có là 150.000 thôi, giá cực kỳ bèo luôn. Rồi qua tiếp bên này cho các bác anh chị mình. RB7 thì bên em có hai size, một size nhỏ thì giá là 30.000 mà các bác nào mà lấy size lớn này thì giá là 50.000. Còn như bác nào mà lấy lọ xịt chống thấm này thì bên em nhiên đang thanh lý với giá chỉ có là 30.000 một lọ thôi các bác nhá. 30.000 một lọ thôi này. Đấy, quá rẻ luôn. Đấy, rồi qua tiếp này, là kéo cắt ống nước các bác nhá. Kéo cắt ống nước thì bên em đang bán với giá là chỉ có là 80.000 thôi các bác nhá. 80.000 này. Đấy, còn đây là dao lọc giấy này. Dao lọc giấy này thì giá là 10.000. Đấy, lam xích tròn. Đấy, lam xích tròn này thì bên em đang bán với giá là 55.000. Đấy, quá rẻ luôn. Còn như bác nào nhu cầu về cái bộ mà bộ nào rau củ quả 5 món này thì giá chỉ có là 55.000 thôi cô bác anh chị mình. 55.000 thôi các bác nhá, quá rẻ luôn. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em vào số hotline em có ghi ở trên màn hình các bác nhá. Còn như bác nào mà nhu cầu đây nhu cầu về búa các bác nhá. Búa thì em có hai loại, một cờ mì nhỏ và một cờ mì lớn, loại ngắn loại dài. Loại này thì là 55.000, còn loại này 65.000 các bác nhá. Loại này 50 đi. Đấy. Còn loại này là 65.000. Đấy, quá rẻ. Lưỡi cắt gỗ một tấc. Đấy, giá là 35.000. Còn như bác nào mà lấy lưỡi cắt đa năng thì giá là 50.000 các bác nhá. Đấy. Chén mài này thì giá là 50.000. Đấy. Ok chưa ạ? Lưỡi cắt gạch Makita 50.000. Đấy. Còn đây là bộ mũi khoan đa năng. Đây, bộ mũi khoan đa năng từ 6 cho đến 12. Đấy, bộ mũi khoan đa năng giá là 120.000 các bác nhá. Rồi qua tiếp cho cô bác anh chị mình tiếp này. Đấy, bộ này là bộ nâng tủ các bác nhá, giá chỉ có là 90.000 thôi, cực kỳ bèo luôn, giá là cực kỳ rẻ luôn các bác. Còn đây là máy massage này thì bên em nhiên đang thanh lý với giá là 180.000. Đấy, máy massage này thì giá là 180.000 các bác nhá. Máy massage này, bốn đầu giá là 180.000. Còn đây là cái bộ dao. Đấy, bộ dao các bác nhá. Bộ dao này thì bên em nhiên thanh lý với giá là 160.000. 3 cái dao. Ba cái dao, một cái rùa, một cái kéo và một bộ để mình dắt dao. Đấy, 160.000 các bác. Đấy, còn tiếp theo em nhiên qua tiếp này. Đây là bộ lục giác. Đấy, bộ lục giác các bác nhá. Bộ lục giác 7 màu, loại là hàng xịn sò. Giá chỉ có là 120.000 thôi. Giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, chốt thì liên hệ ngay cho em. Rồi, tiếp tục em nhiên qua tiếp cho cô bác anh chị mình. Đây là nồi lẩu dành cho cả gia đình mình ăn các bác nhá. Nồi lẩu dành cho cả gia đình mình ăn giá là 220.000. Còn bác nào mà lấy cái nồi lẩu mà dành cho một người ăn ấy, nồi lẩu nồi hấp dành một người ăn ấy thì giá 95.000 thôi. Còn đây là máy xay thịt, xay tôm, xay cua, xay cá này, giá chỉ có là 150.000 thôi cô bác anh chị mình. Đấy, 150.000 nhá. Còn đây là ấm siêu tốc Cucu giá là 130.000. Còn như bác nào mà lấy loại thịt tinh ấy thì giá là 150.000 các bác nhá.
Đấy, 150.000. Còn đây là ấm này, ấm này thì các bác nấu bằng ga hoặc là bếp bếp từ, bếp điện gì đấy, nói chung là ấm 3.0 lít, giá chỉ có là 45.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, máy sấy khô này, máy sấy khô này thì bên em Nhiên Thăng thanh lý với giá là 130.000 nhá. Còn đây là bộ ấm trà này, đấy, bộ ấm trà này thì giá là 140.000. Đấy, đèn giả cam này thì sử dụng bằng năng lượng mặt trời, bên em đang thanh lý thì giá là 100.000 các bác nhá. Đấy, đèn giả cam thì giá là 100.000, đấy, giá là cực kỳ rẻ luôn. Đấy, liên hệ ngay cho em Nhiên để có được cái sản phẩm tốt nhất, rẻ nhất này. Đấy, còn đây là bình xả các quy. Sạc các quy này thì giá chỉ có là 95.000. 95.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Rồi qua bên này cho em. Qua bên này cho em nhá, cối nhá các bác nhá. Cối các bác nhá, cỡ cối này cối giả bằng inox, có nắp đậy luôn, giá chỉ có là 110.000 thôi. Đấy, 110.000 các bác nhá. Đây, phích cắm này, phích cắm này thì giá chỉ có là 5.000. Còn như ổ cắm ba lỗ này thì giá chỉ có 15.000. Còn bác nào mà lấy cái ổ cắm ba lỗ với ba công tắc này thì giá là 35.000 các bác. Kìm đỏ này, kìm đỏ thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi các bác nhá. Đấy, kìm đỏ là giá là 35.000. Đấy, còn đây là chắn viền này thì giá là 75.000 một cái này. Đấy, chắn viền các bác nha, chắn viền tóc ấy giá là 75.000 một cái, cực kỳ rẻ luôn. Còn đây là ổ cắm này, ổ cắm ba lỗ mà có dây kéo 10m các bác nha, ổ cắm xoay đấy 10m, giá chỉ có là 75.000 thôi. Còn bác nào mà lấy ổ cắm mà có ba cổng USB, ổ cắm thái các bác nha, đấy 6 lỗ ba cổng USB này thì giá chỉ có là 50.000 thôi. Chuyển tiếp qua cho em này, đèn quạt này. Đèn quạt này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 100.000 thôi các bác nha. Vừa đèn vừa quạt này, vừa mình có thể sạc điện trực tiếp được mà sạc được năng lượng mặt trời. Đèn quạt giá chỉ có là 100.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ rẻ luôn các bác. Qua bên này cho cô bác anh chị một cái mẫu máy hàn các bác nha, MMA250 này. Và ngày hôm nay thì bên em sẽ có chương trình tặng quà lớn cho cô bác anh chị mình. Đấy, khi các bác mua máy hàn thì bên em sẽ tặng kèm một cái ke góc và tặng kèm thêm một ổ cắm điện như thế này nữa các bác nha. Đấy, máy hàn Lincoln đấy, 250 chuyên hàn que Bali 2, cọc hàn lớn các bác nha, giá 1.050.000 các bác. Đấy, 1.050.000 thôi. Bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em. Rồi qua bên này cho em này, ổ khóa chống cắt loại 50mm các bác nha. Đấy, giá chỉ có là 45.000 thôi các bác nha. 45.000 một cái ổ khóa chống cắt này. Rồi tiếp theo em qua tiếp này, mũi khoan tháp này. Đấy, mũi khoan tháp 3 mũi nhá, giá chỉ có là 90.000 thôi các bác nha. 90.000 một cái bộ mũi khoan tháp này. Đấy, ok chưa? Rồi ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em có về một cái lô vượt cầu lông và đặc biệt là có tặng kèm thêm cầu đánh luôn cô bác anh chị mình. Đấy, khi các bác mua hai cái vượt cầu lông như thế này với giá chỉ có là 85.000 thôi, được tặng thêm 3 quả cầu nữa các bác nha. Giá là cực kỳ rẻ luôn, bèo thôi rồi luôn các bác nha. Đấy, các bác mua về cho con cái mình đánh để tập thể dục thể thao các bác. Qua tiếp cho các bác anh chị mình nhé, khò ta lông các bác nha. Hàng này hàng công ty các bác này. Đấy, cái này thì có hai cấp độ mạnh nhẹ các bác nha, nấc 1 và nấc 2 này. Và sẽ có các đầu để cho mình có thể thay thế để khò này. Đấy, khò nhiệt các bác nha, giá chỉ có là 260.000 thôi. Cái này thì công suất của nó là 2000W. Đấy, cực kỳ nóng luôn các bác nha. Đấy, giá chỉ có là 260.000. Vượt mũi của bác anh chị mình, cái này thì hàng mới nhất của năm 2024. Cái này là vượt mũi của Oppo. Đấy, quá ngon lành luôn. Cái này thì bao xịn sò luôn. Cái này khi các bác xài xong thì các bác dắt vào đây, các bác cắt gọn này. Hết pin thì các bác sạc nhé. Đi kèm là sẽ theo một cái dây sạc như thế này nữa. Giá chỉ có là 100.000 một cái thôi các bác anh chị mình. Đấy, 100.000 một cái này. Bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em này. Rồi qua tiếp bên này này, bác nào mà lâu nay xài cưa xong rồi mà cùn hoặc trơ hoặc là hỏng ấy thì các bác có thể mua lưỡi về thay thế cho em các bác nha. Đấy, lưỡi cưa 350 các bác nha, lưỡi cưa gỗ 350 này. À, lưỡi
Lưỡi cưa này là cưa tay các bác nhá, lưỡi cưa tay 350. Giá chỉ có là 25.000 một lưỡi thôi. Bác nào mà đang sử dụng cái size 350 ấy, thì các bác có thể mua lưỡi cưa về thay thế cho em các bác nhá. Đấy, giá chỉ có là 25.000 một lưỡi này. Đấy, 25.000 cái này lưỡi thôi các bác nhá. Lưỡi chứ không phải cán các bác nhá. Đấy. Bác nào mà đang sử dụng cưa cây ấy thì các bác có thể mua lưỡi về này, nó chỉ là như hình dáng như thế này thôi các bác này. Đấy, ok chưa? Về các bác mở cái chốt ở đây là các bác thay vào là được này. Giá phơi giày dép các bác nha. Đấy. Cái này thì các bác có thể phơi được một lúc là 12 đôi giày. Nếu như các bác mà không phơi giày dép thì các bác để trong nhà, các bác bỏ giày dép vào cho nó gọn cũng được. Phía trên là các bác bỏ được 4 đôi. Đấy, 3 tầng là thành 12 đôi các bác nha. Đấy, cái này thì bên em sẽ thanh lý cho các bác anh chị mình với giá là 140.000 các bác nha. Móc gỗ các bác nhá. Cái này thì về các bác có thể lắp lên và móc lên cho em nhá. Cái này thì về để móc nón, móc ngủ này. Đấy, treo áo quần này. Đấy, cực kỳ dễ luôn, gọn gàng. Cái này lắp sau cánh cửa cũng được. Đấy, giá chỉ có là 30.000 thôi. Đấy, 30.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình. Đấy, máy cắt sắt Tomikama các bác nhá. Cái này thì của hàng của Nhật Bản, công suất của nó là 2.500W. Con này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 1.550.000 thôi các bác nhá. 1.550.000 này. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ ngay cho em nhé. Rồi, qua tiếp bên này cho cô bác anh chị mình, máy nén Mitsukaiso hàng của Nhật Bản các bác nhá. Cái dòng này là dòng 2.0HP. Đấy. Và cái dòng này thì lên hơi đầy bình trong vòng 67 giây. Đấy, thì con này thì bên em sẽ thanh lý và bán với giá chỉ có là 2 triệu thôi các bác nhá. 2 triệu này. Đấy, cái này thì bên em sẽ bảo hành cho cô bác anh chị mình với giá 6 tháng các bác nhá. Bảo hành 6 tháng cho các bác này. Cái này thì nặng tận 19 kg. Đấy, ok chưa? Giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình Boss 26 các bác nhá. Cái dòng này thì là 3 chức năng này, khoan này, khoan búa và búa này. Dây thì dây dài này, công suất của nó đây các bác nhá. Đấy, công suất của nó là 800W các bác. Đấy, cái này thì đục khoan. Đấy, đục và khoan, khoan đục này. Đấy, giá chỉ có là 650.000 thôi cô bác anh chị mình. Nó là sẽ nguyên hộp như thế này cho các bác nhá. Đấy, nguyên hộp như thế này khi các bác nhận hàng này, 650.000 thôi. Túi đựng áo quần để cất các bác nhá. Các bác đừng chăn cũng được vì nó rất cao, nó tầm 40 ấy. Còn ngang này tầm 50. Đấy, dài như thế này là 50 này, còn cái này là tận 40 này. Đấy, tên này là có cả xét rồi, mình có thể kéo ra các bác nhá. Dưới này mình cũng có luôn này. Đấy, mình ở đây là túi bóng trong để mình có thể nhìn được ở trong này mình cất đồ gì luôn. Đấy, cái này thì em thanh lý vì giá chỉ có là 90.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, có hai quai để sách này. Đấy, khi nào các bác không dùng nữa thì các bác có thể tháo ra các bác này. Đây, tháo ra cất gọn cho em nhá. Đấy, cực kỳ tiện, nếu như bác nào mà muốn cất đồ đạc ấy thì các bác có thể sử dụng loại này cho em này. Đấy, khi nào các bác không dùng nữa thì cất gọn, gập gọn lại cho em này. Đây. Đấy, ok chưa? Còn khi nào dùng thì các bác chống nó lên. Đấy, cực kỳ tiện đấy, khi nào không dùng nữa thì các bác cất gọn lại cho em như thế này. Cực kỳ tiện luôn các bác nhá. Đấy, giá chỉ có 90.000 thôi. Máy mài bót hun, hàng này là hàng công ty chính hãng các bác nhá. Đấy, công ty chính hãng này bót hun các bác này. Con này thì cực kỳ khỏe luôn, 750W. Đi kèm là sẽ có khóa mở tay cầm và một cái nắp bảo vệ. Và đợt này thì bên em sẽ tặng kèm cho cô bác anh chị mình với ba cái lưỡi cắt nữa cô bác anh chị mình. Đấy, tặng kèm thêm ba lưỡi cắt nữa mà giá thì cực kỳ rẻ luôn cô bác anh chị mình nhá. 360.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 360.000 thôi này. Đấy, tặng kèm thêm ba cái lưỡi cắt mà giá cực kỳ rẻ này. 360.000 thôi cô bác anh chị mình. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Bác nào nhu cầu về kia máy mài 1 tấc 25. Đây, máy mài 1 tấc 25. Con này thì công suất của nó là 1.050W. Đấy, Kazaki hàng công ty các bác nhá. Xài điện 220. Đấy, con này thì bên em sẽ bán với cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 780.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. 780.000 này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Khoan 13 ly các bác nhá. 13 ly Himoki. Hàng này thì siêu siêu chất lượng rồi. Đấy, con này thì có 3 chế độ này.
Đấy, 3 chế độ này, khoan này, bắn vít và búa này. Và có hai chế độ mảnh nhẹ nằm ở phía trên lưng như thế này các bác nhá. Đấy, hai chế độ mảnh nhẹ các bác nhá. Đi kèm là sẽ có là hai pin, một sạc và một thân máy. Giá em bán với giá chỉ có là 1.600.000 thôi các bác nhá. Đấy. 1.600.000 hai pin 10 cell các bác. Hai pin 10 cell, hai pin một sạc và một thân máy. Motor từ hàng không chổi than. Đấy, các bác cứ yên tâm mà về sử dụng này. Motor từ hàng không chổi than cô bác anh chị mình nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đấy, em về một cái lô bu lông cực kỳ nhiều luôn. Lô bu lông bót hun. Đấy, lô bu lông bót hun các bác nhá. Cái này là hai pin 10 cell các bác nhá. Hai pin 10 cell này. Đấy, lực của nó là 330 này. Đấy. Tem dập nổi đây cô bác anh chị mình nhá. Đấy, con này thì bên em bán với giá chỉ có là 799.000 thôi. Đấy, 799.000 đi, chạy đi kèm theo hai viên pin 10 cell, một sạc và một thân máy như thế này. Đấy, kèm theo một dây đeo và một cái típ như thế này nữa các bác nhá. Còn đây là phiếu bảo hành chính hãng của hãng Bothun các bác nhá. Đấy, còn chuyển qua bên này này. Đấy, cưa xích này. Đấy. Cưa xích này là 8 inch các bác nhá. Đấy. Cưa này là cưa 8 inch này. Của Bothun cũng hàng công ty chính hãng. Mà đi kèm cũng là hai viên pin lớn này, hai viên pin lớn các bác nhá. Hai pin lớn và một cái sạc bàn. Đấy. Quá ok luôn các bác nhá, hàng chính hãng có khác các bác này. Đấy, lam xích này. Lam xích 8 inch các bác này. Đấy. Và đặc biệt là sẽ có một có cái chế độ khóa an toàn là như thế này. Khi các bác ấn một lần máy sẽ không chạy, nhưng ấn lại lần hai thì máy sẽ chạy các bác nhá. Đấy. Đấy, để phòng là có con nít người nó chơi ấy. Đấy. Này. Đấy, ok chưa? Đấy, ok chưa? Đấy, ok chưa? Đấy, giá chỉ có bên em đang bán với giá chỉ có là 950.000 các bác nhá. Sẽ có kèm là hai pin lớn và một sạc bàn lớn này. Đấy, và máy các bác nhá. 950.000 thôi cô bác anh chị mình. Còn nếu như bác nào mà nhu cầu cái dòng nhỏ thì các bác có thể xài cái dòng này cho em. Này. Dòng này thì 4 inch thôi nhưng mà nó cũng là hai pin lớn các bác nhá. Hai pin lớn, hai pin 10 cell. Đấy. Đấy, hai pin 10 cell các bác nhá. Sạc này. Đấy. Con này thì bên em bán với giá chỉ có là 580.000 thôi. Con này là dòng nhỏ. Đấy, dòng nhỏ các bác nhá. Con này là 580.000 này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Em có về một cái lô chuyên vít từ của Himoki, hàng công ty chính hãng luôn các bác nhá. Đấy, Himoki này, con này là chuyên vít này. Này. Đấy, chuyên vít các bác nhá, nó có chế độ bắn vít và búa này. Đấy. Chế độ bắn vít và búa các bác nhá. Có 3 cấp độ vòng tua các bác này. Đấy, khi nào mà gặp nặng thì nó búa nó sẽ từ đập luôn. Và dòng này là 16.8V hàng công ty. Đấy, có chế độ đảo chiều. Motor từ hàng không chổi than. Đấy, hai pin, một sạc và một thân máy. Bên em bán với giá chỉ có là 890.000 thôi cô bác anh chị mình. 890.000 các bác nhá. Đấy, quá rẻ luôn với cái một cái dòng chuyên vít công ty chính hãng 16.8V. Rồi chuyển qua bên này cho em này. Bộ khoan 13 ly Drama. Đấy, bộ khoan 13 ly Brava các bác nhá. Cái này cũng là hai pin lớn. Đấy, hai pin lớn các bác nhá. Đầu này là đầu auto lock này. Đây. Hai pin lớn cho em nhé. Đây. Khi các bác nhận hàng là các bác sẽ được kiểm tra hàng giống như bên em giới thiệu thì các bác nhận hàng thôi. Đây. Đấy, con này thì bên em sẽ thanh lý với giá là 780.000 các bác nha. 3 chế độ khoan bắn vít và búa các bác nha. Đấy, 20 cấp độ trượt này. Đấy, hai pin lớn, một sạc bàn. À, và máy các bác nhá. 780.000 thôi các bác anh chị mình. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay cho em Nhiên vào số hotline em ghi ở phía trên màn hình các bác nhá. Qua bên này cho cô bác anh chị mình là một cái bộ mài lụa Deadmark các bác nhá. Hàng này là hàng công ty chính hãng các bác, có phiếu bảo hành chính hãng của công ty luôn cô bác anh chị mình. Đợt này thì em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 450.000 thôi các bác nhá. Và cái dòng này thì có điều tốc ở đây luôn các bác này. Đấy. Phụ kiện đầy đủ luôn cô bác anh chị mình nhá. Các bác về có thể mài chuồng chim hoặc là nói chung các bác thích mài gì thì các bác mài nhá. Công suất của nó là 130W các bác. Đấy. Các bác có thể khoan lỗ được luôn này. Đấy, khoan lỗ nhỏ này. Đấy.
Lầm gỗ là các bác có thể khoan được luôn này. Đấy, ok chưa? Bộ máy lụa này thì em thanh lý với giá là 450.000. Lưỡi thay máy xay thịt các bác nha. Đây, ngày hôm nay thì em có bán kèm thêm luôn cô bác anh chị mình. Cái này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 20.000 một bộ như thế này thôi các bác nha. Ngày hôm nay thì em có về một cái lô kính mát và kính lão cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào có nhu cầu về kính thì các bác có thể liên hệ ngay cho em nhé. Như kính lão thì bên em sẽ có về là một đổ này, 1,5 đổ này, 2 đổ các bác nhá. Đây, 2 đổ này. Và đây là 2,5 đổ và 3 đổ đây cô bác anh chị mình. Đấy, thì cổng kính là cực kỳ chắc chắn luôn cô bác anh chị mình. Đấy, các bác mua ngoài thị trường cũng phải 150, 200 nghìn một cái kính như thế này. Đấy, nhưng ngày hôm nay thì bên em bán với giá chỉ có là 50.000 một kính như thế này thôi các bác nha. Kính lão các bác nha. Đấy, giá chỉ có là 50.000 một cái kính lão như thế này thôi. Có hộp và có cả miếng vải lau như thế này luôn các bác nha. Này, có một cái hộp hộp bóng như thế này này. Đấy, các bác bỏ vào cho sạch sẽ này. Đấy, giá chỉ có là 50.000 một kính thôi. Có kính 1 đổ, 1.5 đổ, 2 đổ, 2.5 đổ và 3 đổ các bác nhá. Còn qua bên này cho em này. Đây, bên em có về một cái lô kính thời trang các bác nhá. Đấy, có về một cái lô kính thời trang này. Mà cái này thì em cũng sẽ sale rẻ cho các bác này. Cái này các bác mà mua trên thị trường cũng phải 400-500 nghìn một kính các bác nhá. Đấy, 400-500 nghìn một kính. Nhưng mà đợt này em sẽ sale rẻ cho cô bác anh chị mình. Đấy, kính Gucci này. Đấy, em ghi là số 1 các bác nhá. Các bác nếu đặt hàng thì các bác lấy kính nào thì các bác ghi số 1, số 2 luôn cho em nhá. Đấy, hàng này hàng của Italia. Đấy, các bác nhìn này. Hàng cái gọng kính này các bác này. Đấy, ok chưa? Đấy, vì là không có vỏ hộp nên là bên em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 90.000 thôi các bác nhá. 90.000 một kính thôi. Đấy, 90.000 một kính Gucci này. Đấy, số 1 các bác nhá. Đấy, còn các bác nào mà lấy kính Gucci số 2 này. Này, số 2 các bác nhá. Các bác ghi cho em là số 2 này. Đây, em cho xem cổng kính luôn này. Đấy, ok chưa? Quá đẹp luôn, cực kỳ sang chảnh luôn này. Em cổng kính số 1 đây các bác này. Đấy, còn đây là cổng kính số 2 này. Đấy, Gucci số 2 các bác nha. Đấy, giá cũng là 90.000 các bác nha. Còn qua bên này này, đây là kính Audi này. Đây, kính Audi các bác nha. Hàng này là hàng của Germany, hàng của Đức ấy. Đấy, không vỏ hộp nên em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 90.000 thôi. Đấy, 90.000 các bác nha. Đây là số 3 các bác nha. Còn như các bác nào mà đặt số 4 này, đây là kính Boxer này. Này, kính vuông các bác nhá. Đấy, Porsche này, kính vuông các bác này. Đấy, hàng Italia các bác nhá. Kính vuông hàng Italia này. Đấy, giá cũng là 90.000 các bác ghi cho em là số 4 nhá. Em cho các bác xem cái cổng luôn này. Này, quá đẹp luôn, sắc sảo luôn các bác nhá. Qua bên này là số 5 này. Này, kính tròn các bác này. Này, Porsche này, Porsche số 5 các bác nhá. Đấy, các bác nào mà đặt số 5 thì các bác ghi cho em số 5 này. Đấy, kính mát số 5 các bác nhá. Đấy. Còn qua đây kính này. Tiếp tục này, kính Audi này. Đây, số 4 và số 5 đây các bác này. Này, còn đây là kính Audi là số 6 này. Đây. Đây là cổng kính các bác nha. Này các bác. Đấy, các bác nào mà nhu cầu kính mát này, đấy thì các bác có thể kính thời trang, các bác có thể mua ở em, giá cực kỳ bèo luôn các bác nha, 90.000 một cái thôi. Qua bên này cho cô bác anh chị mình nhá. Kính chống bụi các bác này. Này, em có về một cái lô kính chống bụi cực kỳ siêu xịn sò luôn các bác nhá. Đấy, các bác nào mà thích lấy màu trắng thì các bác lấy, mà lấy màu đen thì các bác lấy này. Đấy. Cực kỳ gọi là ok luôn. Cái này thì các bác có thể ốp sát mắt đi đường thì không lo bụi bặm bay vào trong mắt đâu các bác nhá. Đấy, giá thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 15.000 một cái thôi. Đấy. 15.000 một cái các bác nhá. Còn bác nào mà nhu cầu kính bảo hộ này. Đây, kính bảo hộ các bác nhá. Kính bảo hộ này thì em cũng bán với giá là 15.000. Đấy, còn tiếp qua bên này cho em này, kính nam này. Đây, kính thời trang nam các bác nhá. Đây, kính thời trang nam này, chống tia UV này. Đấy. Kính này thì bên em đang bán với giá là 30.000 một cái các bác nhá. Đấy, kính chống tia UV của nam này, giá là 30.000 một cái này. Ừ.
Hello, máy xây dựng Nhân Phát kính chào cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì bên em Nhiên lại tiếp tục xả kho thanh lý hàng tồn cho cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào nhu cầu thì liên hệ ngay vào số hotline của cửa hàng bên em là 0917210707 cô bác anh chị mình. Các bác đang xem thì ấn cho em một nút like và một nút chia sẻ của bác anh chị mình nhé. Thì đầu like ngày hôm nay bên em giới thiệu đến cho cô bác anh chị mình này, dây dù các bác nhá. Đây, dây dù để phơi áo quần các bác. Nếu như bác nào mà có nhu cầu mua về để mà thắt vòng thì các bác có thể mua cái loại này, cực kỳ chắc luôn các bác nhá. Đấy, cực kỳ bền chắc này. Mà giá cực kỳ rẻ luôn cô bác anh chị mình. Đấy, bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 10.000 một sợi như thế này thôi các bác nhá. 10.000 một sợi thôi. Rồi qua bên này cho em này. Đây, băng keo điện các bác nhá. Đấy, các bác cái này là hàng bãi nên nó sẽ bị dơ, bị bẩn này. Thì nó sẽ có sự móp méo cô bác anh chị mình. Và cái băng keo bài này thì nó là màu ngẫu nhiên các bác nhá. Bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 7.000 một cuộn thôi cô bác anh chị mình nhá. 7.000 một cuộn thôi. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây em có về một cái lô dao này. Này, lô dao Thái cực kỳ xinh xắn luôn. Hàng này là hàng của Nhật các bác nhá, cực kỳ sắc bén các bác. Đấy. Dùng xong các bác có thể treo lên này. Tay cầm là có vân các bác nhá, nên là không có sẽ không bị trơn trượt này. Đấy, các bác nhìn cực kỳ sắc bén luôn. Và hàng này thì em sẽ thanh lý rẻ cho cô bác anh chị mình với giá chỉ có là 35.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Đấy, 35.000 có một ngay một con dao Nhật này. Đấy, có một con dao Nhật để về mình thái thịt, thái đồ ăn rồi. Đấy, quá tiện luôn các bác nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Bút thư điện các bác nhá. Đây, bút thư điện này thì bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 15.000 một cái bút thư điện thôi. Cái này thì mình có thể kiểm tra được rò rỉ điện luôn các bác nha. Đấy, ở đâu có điện mà bị rò rỉ thì cái bút này mình có thể kiểm tra được luôn. Giá chỉ có là 15.000 một cái thôi. Đấy, quá rẻ các bác nhá. Chuyển tiếp qua bên này cho em. Bác nào bị ngứa này, ngứa tay, ngứa chân này, hay nói chung bị nấm ngứa thì các bác có thể mua cho em cái lọ này. Đấy, lọ này là bôi ngừa hắc lào long ben, nói các bác bôi gì cũng được này. Đấy, lọ này thì cực kỳ hiệu nghiệm luôn. Bên em đang bán với giá chỉ có là 30.000 một típ như thế này thôi các bác nhá. 30.000 một típ bôi ngứa này. Đấy, quá ok luôn. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em, cho các bác anh chị mình nhá. Ống nhòm một ống này. Này, bác nào mà hay đi bắn chim câu cá này, đấy, thì các bác có thể sắm ngay cho em một cái ống nhòm một ống này cho em nhé. Ống nhòm một ống của USA nhé. Giá chỉ có là 120.000 thôi cô bác anh chị mình nhé. 120.000 thôi, giá cực kỳ rẻ luôn nhé. Đấy, rồi chuyển qua bên này cho em này. Đấy, sạc ắc quy 12V các bác nhé. Đấy, bác nào mà đang có bình xịt này, dùng ắc quy này, hoặc là máy xe máy này, xe đạp điện này, mà lỡ may mà hết ắc quy trong nhà ấy mà mình không đem ra ngoài thử ấy, thì mình có thể mua cái sạc ắc quy này về cho em. Đấy, sạc ắc quy 12V các bác nhá. Giá chỉ có là 95.000 thôi các bác nhá. Đấy, 95.000. Rồi chuyển qua bên này cho em này. Thước lavo các bác nhá. Đấy, cái dòng thước lavo này thì có này, có nước thủy này, có thước kẻ luôn này. Và đầu này là sẽ có một cái dây thước mét này. Và đặc biệt là sẽ có laser để đo góc luôn các bác nha. Đấy, sẽ có laser ở đây luôn các bác này. Đấy, và thước lavo này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 80.000 một cái thôi cô bác anh chị mình. Đấy, thước laser lavo này. Đấy, ok chưa? Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em các bác nha. Đấy, có bác nào có nhu cầu về vượt muội không ạ? Đây, vượt muội cô bác anh chị mình. Đấy, khi dùng xong rồi là mình có thể cắm nó lên, cái này là để chân để mình có cắm lên các bác nhá. Đấy, vượt muội này. Đấy, bên em đang bán với giá chỉ có là 100.000 một cái thôi các bác nhá. Vượt muội này giá là 100.000 một cái này. Quá rẻ luôn. Rồi ngày hôm nay em có về một cái lô thắt lưng này, thắt lưng da cá sấu các bác nhá. Cực kỳ đẹp mê ly luôn, nhìn cực kỳ chắc chắn luôn các bác này. Đây em cho các bác xem cái mặt này. Đây. Đấy. Đấy, còn đây là chất da các bác nhá. Ai cực kỳ gọi là quá ok luôn. Đây các bác nha, cái này thì các bác có thể mua về tặng cha mẹ, cha mình, ông bà, ông mình ấy, hoặc là mình có thể xài mua về làm quà được các bác này. Đấy, vì có cái hộp thì chắc chắn luôn, xinh xắn các bác nha. Mà giá cả thì cực kỳ rẻ luôn các bác nha. Giá chỉ có là 150.000 thôi.
Đấy, 150.000 thôi. Đấy, các bác, ngay là một cái dây thắt lưng da cá sấu các bác nha. Đấy, hàng nhập luôn các bác này. Đấy, hàng nhập khẩu luôn các bác nha. Quá rẻ luôn cô bác anh chị mình. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây. Đây, cô bác nào có nhu cầu về chảo inox này, lòng sâu các bác nha. Cái này thì các bác chiên rán là thoải mái luôn. Nếu như mà các bác nào mà muốn để cho nó không bị dính hoặc như thế nào thì các bác về rửa sạch chảo cho em. Xong rồi các bác đổ dầu rửa, các bác cho nóng lên và đổ dầu ăn vào. Nói chung là cho nó nóng dầu lên. Đấy, thì sau đấy các bác dùng gì thì các bác dùng nhá. Đấy, thì đảm bảo với các bác là không bao giờ dính luôn. Đấy, các bác mua chảo nào cũng thế. Đấy, giá chỉ có là 140.000 thôi các bác nhá. 140.000 này. Rồi chuyển qua bên này cho em này. Đây, sấy tóc mini để các bác có thể đi du lịch này, gấp gọn bỏ vali các bác nha. Đi đến đâu là không lo tóc mình mà gội xong bị ướt các bác nha. Đấy, sấy tóc mini bên em đang bán với giá chỉ có là 35.000 một cái nhá. Sấy tóc mini này. Rồi qua bên này cho em này. Miếng dán vai đau, đau vai gáy này. Đây, trong này là sẽ có 12 miếng các bác nhá. Trong này sẽ có 12 miếng này. Đấy, giá bên em đang bán với giá là 20.000 thôi các bác nhá. Miếng dán đau vai gáy giá chỉ có là 20.000, 12 miếng. Còn đây là miếng dán thải độc chân. Trong này là sẽ có 50 miếng dán thải độc các bác nhá. 50 miếng dán thải độc. Đấy, bên em thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi. Đấy. Lam xích này. Đây, lam xích 4 inch các bác nhá. Đấy, cái này thì các bác về cưa cây, tỉa cành đấy. Nếu như bác nào làm cây cảnh thì mua cái này về cực kỳ tiện luôn. Sẽ có 2 pin. 2 pin nhỏ. Đấy. 2 pin nhỏ. Đấy. Và một sạc và một thân máy như thế này. Thì bên em bán với giá chỉ có là 350.000 một bộ như thế này thôi các bác nhé. 350.000 một bộ này. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đây, đồng hồ vạn năng này. Đồng hồ vạn năng các bác nha. Đấy, bên em thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi. Đồng hồ vạn năng thì giá là 130.000 này. Đi kèm là sẽ có dây này, dây và đồng hồ này các bác nha. 130.000 này. Còn đuôi đèn cảm biến này. Đây, đuôi đèn cảm biến này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 60.000. Cái này thì người đi qua là nó sẽ, các bác lắp thêm cái bóng ở đây nữa thì người đi qua nó sẽ tự sáng lên thôi. Đấy, các bác có thể lắp ở ngoài cổng hoặc là nhà vệ sinh cho em, cực kỳ tiện. Rồi tiếp theo em qua bên này cho các bác anh chị mình. Dao chặt của Nhật các bác nha. Dao chặt của Nhật này thì bên em đang thanh lý với giá là 200.000 một cái các bác nhá. Đấy, 200.000 một cái này. Còn chuyển tiếp máy qua máy này. Đây, chuyển tiếp qua máy các bác nhá. Nếu như các bác nào mà lấy thân máy này các bác này thì cực kỳ rẻ luôn, giá chỉ có là bot này là bot 228. Cái này thì giá là 700.000. Đấy, 700.000 các bác nhá. Nếu như các bác nào mà lấy thân máy không thì giá là 700.000 các bác nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này. Đấy, đây là phun sơn các bác nhá, phun sơn đách mắc này. Đây, phun sơn đách mắc. Cái này thì dung tích của nó này là 800 ml. Đấy, dùng điện 220 V. Giá bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 450.000 thôi các bác anh chị mình. Hàng này là hàng công ty các bác nhá. Đấy, hàng công ty này. Rồi chuyển tiếp bên này cho em cô bác anh chị mình. Đấy, bác nào mà ở nhà mà muốn chuyển bàn ghế hoặc tủ hoặc giường mà nặng quá mà không nhờ được người thì các bác mua cho em cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng lên cho em nhá. Đấy, các bác chỉ cần nâng lên và nhét các cái bánh xe này vào cho em này. Đấy, sẽ đi kèm nó như thế này. Đấy, và cái này thì bên em đang bán với giá là 90.000 một bộ như thế này thôi các bác nhé. Dùng củ để vận chuyển đồ nặng ở trong nhà. Đấy, tiếp qua bên này cho em tiếp này. Bộ tiếp này 8 cho đến 24. Tiếp dài các bác nhé. Đấy, tiếp dài này 8 đến 24. Bên em thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi. Còn như bác nào mà lấy cái bộ tiếp này về, bộ tiếp này có cần từ đồng có núi ngắn này. Tiếp ngắn từ 8 cho đến 24 các bác nhá. Thì bên em đang thanh lý với giá là 150.000 cô bác anh chị mình. Còn đây là lục giác chết ti này. Đây, lục giác chết ti đi kèm là 2, 4, 5, 9 9 cái lục giác các bác nhá. 9 cái lục giác này thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 50.000 thôi cô bác anh chị mình. 50.000 thôi. Còn tiếp qua em dây điện này. Dây điện này là dây điện 30m các bác. Đấy, dây điện 30m. Bên em đang bán với giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình.
đấy, dây điện 30m này, giá chỉ có là 140.000 thôi cô bác anh chị mình nhá. Rồi chuyển tiếp qua bên này cho em này, hộp màu các bác nhá, lúc nào mua về tặng con cháu các bác nhá. Tặng con cháu này, đây, hộp màu này, 150 chi tiết. Đấy, bên em đang bán với giá chỉ có là 80.000 thôi các bác nhá. Hộp màu 150 chi tiết này. Đấy, có cả màu nước này, màu sáp này. Đấy. Màu lông này đấy, ok chưa? Giá chỉ có là 150.000 thôi. À giá chỉ có là 80.000, 150 chi tiết cô bác anh chị mình. Rồi, xin chào cô bác anh chị. Thì ngày hôm nay thì em sẽ lên cho cô bác anh chị một cái video. Đấy, đây là dòng máy hàn Lincoln cô bác anh chị mình nhé. Và máy này thì là công nghệ của Đức nha các bác nha. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò luôn mà giá cả cực kỳ rẻ luôn cô bác anh chị mình. Mã model là ARC200S cô bác anh chị mình. Cọc hàn lớn các bác nha. Đấy, các bác xài là xài cọc hàn lớn này là nó quá ok luôn. Tiếp điện là cực kỳ nhanh. Đấy, thì đi kèm là sẽ có mo hàn, kìm hàn, kẹp mát cô bác anh chị mình. Và bây giờ thì em sẽ test que 2 ly 5 và 3 ly 2 cho cô bác anh chị mình cùng xem. Đấy, xem cái độ khỏe của máy như thế nào các bác nhá. Máy thì rẻ, bảo hành lên đến 1 năm. Đấy, bác nào có nhu cầu chốt thì liên hệ ngay vào số hotline em có ghim phía trên màn hình các bác. Rồi bây giờ dòng thì em sẽ để dòng là 182. Đấy, dòng tối đa của nó là 200. Em để dòng 182. Em sẽ test số của bác anh chị mình. Đấy, khi nhận hàng thì sẽ có dây hàn, kìm hàn, kẹp mát đầy đủ rồi. Nên là cô bác anh chị mình gắn đúng cực âm dương cho em nhé. Em chỉnh dòng này. Đấy, tiếp mát cực kỳ tốt luôn cô bác anh chị mình. Đấy, que 3 ly 2 cô bác anh chị mình nhá. Chơi luôn que 3 ly 2 cho nó máu. Sắt này dày mà nó tiếp mát như thế là quá ok rồi cô bác anh chị mình. Đấy, thì cái dòng này thì bên em đang bán với giá chỉ có là 680.000 thôi. Đấy, các bác thấy ở trên thị trường mà một cái dòng mà để hàn được que 3 ly 2 mà giá như thế này thì quá ok luôn cô bác anh chị nhá. Đấy, mà bảo hành lên đến là 1 năm. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay. Đấy, số lượng có hạn. Lincoln các bác nhá. Đấy, các bác nhìn mới hàn này. Quá ok luôn. Đẹp. Và bây giờ em sẽ gõ cái sỉ ra. Đấy, em sẽ gõ cái sỉ ra cho cô bác anh chị mình xem. Đấy, bong kỳ luôn. Đấy, quá bong. Đấy, bác nào chốt thì liên hệ ngay nhá. Rồi, sau khi test máy hàn xong thì bây giờ em sẽ test máy rửa xe qua cho cô bác anh chị mình xem tiếp nhá. Đấy, thì cái dòng máy rửa xe này của em thì bên em cũng bảo hành cho đấy 1 năm luôn. Dòng rửa xe Osaka các bác nhá, công nghệ của Nhật Bản này. Đấy, hàng này hàng của Nhật. Đấy, cực kỳ xịn sò luôn. Hàng này thì rất nhiều người đang xài luôn. Đấy, công suất thì cực kỳ cao, 2800W, có chỉnh áp đầy đủ hết luôn, phụ kiện đi kèm thì đầy đủ cho cô bác anh chị mình. Có súng, hai súng xịt này để tạo áp này. Đấy, và một dây là dài tận 15m. Đấy, dây tận 15m các bác nhá. Đấy, không phải lo. Bình bọc tuyết này. Đấy, quá ok luôn. Dây cấp nước vào. Và các cái phụ kiện rác, lọc rác này, nối này. Đấy. Còn chủ yếu chính là bây giờ là máy các bác nhá. Đấy, máy đây. Quá ok luôn. Máy này thì có chỉnh áp để cho bác nào mà đi xịt rửa điều hòa là quá tiện. Có đồng hồ đo luôn. Đấy, hai bên là bằng đồng. Đấy, quá tiện.
công suất 2008. Và máy thì bảo hành lên đến 1 năm luôn, nên là các bác không phải lo là máy hỏng hóc hay gì hết các bác nha. Hàng này xài 5 năm rồi còn chưa có khách kêu luôn. Đấy, quá xịn luôn. Còn đợt này còn được tặng kèm thêm là một cái mối dài. Đấy. Một cái lọc rác này. Đấy, có ok luôn các bác nha. Đi vào máy mà có cần hai cái lọc rác là quá ok rồi. Và bây giờ là cách lắp đặt đây các bác nha. Đây, cách lắp đặt thì em cũng đẩy nhanh cho các bác anh chị mình. Hai đầu dây của dây 15m là sẽ có hai cái núm vặn. Một bên thì các bác vặn vào cái đoạn chỗ nước ra. Và một bên thì các bác vặn vào súng cho em nhé. Đây, súng này. Mà trước tiên thì em sẽ nói cái giá luôn cho các bác anh chị mình. Thì giá hôm nay máy rửa xe Osaka thì em bán thì giá là 1.650.000. Và bảo hành lên đến là 1 năm các bác nhá. Đấy, có dòng máy rửa xe nào mà được bảo hành lên đến 1 năm không? Đấy, súng thì nếu như bác nào mà nhu cầu mà nối dài thì các bác mở phía đầu ra cho em. Đấy, các bác đấu cái khớp nối vào là các bác được súng dài. Để nếu như các bác mà xịt dưới gầm xe ô tô thì các bác cũng có thể xịt được. Đấy, cái gì nó cũng vẫn ren thôi, nên là cực kỳ tiện. Đấy, xong cái khâu phần súng rửa xe. Đấy, khâu phần súng cái đoạn đầu em lắp đây là mình có thể re được các bác nha. Lát nữa em sẽ giới thiệu về phần re nước để các bác có thể tưới cây luôn, xịt rửa xe mạnh hoặc là các bác tưới cây được. Còn nếu như bác nào mà sử dụng bình bọt tuyết ấy thì các bác có thể sử dụng ở phía đầu súng các bác nha. Còn phía bên này là phía bên cấp nước vào. Đấy, phía bên cấp nước vào thì cũng dễ thôi, một đầu thì lắp vào cái lọc rác. Ở đấy là lọc rác rồi, và ở đây còn có một cái khớp nối và cũng có lọc rác ở ngay chỗ khớp nối luôn. Đấy, nên là không có lo là nếu như các bác mà lấy nước ở ao hồ lên là không có lo là rác nó sẽ bị vào máy các bác nha. Đấy, cái khâu này quan trọng nhất khi các bác lắp vào để nó đủ áp để nước lên này. Đấy, các bác phải lắp chặt và kín cho em. Đấy, vặn lại. Khi lắp vào máy này thì các bác phải kéo ra để ấn vào các bác nha. Kéo ra ấn vào. Đấy. Làm theo thao tác của anh em là khi nào máy cũng hoạt động ngon lành cành đào. Ok. Còn bình bọc tuyết thì các bác lắp vào đầu súng cho em nhé. Trước tiên thì bây giờ em sẽ lắp bình bọc tuyết và lên xe trước cho các bác anh chị mình. Đây, thực hiện luôn cho các bác anh chị mình xem nhé. Đây, các bác nếu như ở nhà mà không có nước bọc tuyết thì các bác có thể hòa nước rửa chén hoặc xà phòng nước ra cho em. Đấy, xịt lên. Trời ơi, cái này thì quá rửa, quá tiện luôn. Không phải đi lau xà bông ở đâu nữa hết. Đấy, quá tiện. Khi nào mà xịt xong xà bông rồi thì mình tháo cái bình bọc tuyết ra. Tháo bình bọc tuyết ra thì mình chỉ cần xịt và xịt cho nó sạch bong à. Thuận sang trái thì nước khỏe, còn thuận sang phải là để các bác tưới cây. Đấy. Ok chưa? Giá chỉ có là 1.650.000 thôi và bảo hành đi đến 1 năm của bác anh chị mình nha.
Quan Santalay hàng Nhật Bản các bác này. Đây, bác nào mà nhu cầu về hàng Nhật Bản mới các bác này, cái này là không có dây các bác nhá, cái này là không có dây các bác này. Đấy, giá thì rẻ một nửa thôi. Đấy, cái này thì công suất của nó là 600W, thì bên em thanh lý với giá chỉ có là 400.000 thôi các bác anh chị mình nhá. Đấy, 400.000 này. Đấy, khoan Satellite 13 ly. Đấy, 13 ly các bác nhá. Không có dây này. Đấy, bác nào nhu cầu chốt thì liên hệ ngay cho em này. Đấy, có điều tốc ngay chân cò đấy luôn cô bác anh chị mình. Hàng bãi các bác nhá. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình nhá, máy bào rau củ quả bằng tay các bác nhá. Đây, mình có thể xoay như thế này và lắp các cái đầu này vào như thế này các bác nhá. Sẽ đi kèm là 2, 4, là 6 này, 6 cái bàn nạo như thế này để cho rau củ mình có thể đây. Đây em à. Đấy. Đấy, bác nào mà nhu cầu bào rọt rau củ quả thì các bác có thể sử dụng cái này. Giá chỉ có là 110.000 thôi các bác nhé. Đấy, 110.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ rẻ luôn. Ngày hôm nay thì em có về một cái lô khoan 13 ly DW các bác nhá, đầu Autolock. Hàng này thì sẽ có là 2 viên pin, 1 sạc và 1 thân máy. Motor từ không chịu than các bác nhá. Đầu 13 ly. Đấy, 20 cấp độ trượt này, 3 chế độ khoan bắn vít vào búa này, hàng từ này. Không có giá nào rẻ hơn hôm nay nữa các bác nhá, 760.000 các bác nhá. 760.000 này sẽ được 2 viên pin 10 cell, 1 sạc của 1 thân máy này, motor từ không chịu than các bác nhá. Qua tiếp cho các bác anh chị mình cái lô khoan pin 10 ly Hitachi, 3 chế độ khoan bắn vít vào búa và 25 cấp độ trượt và 2 chế độ nằm mảnh nhẹ nằm ở trên lưng như thế này. Đấy, bộ 2 pin, 1 sạc và 1 thân máy. Đấy, cực kỳ rẻ luôn, giá chỉ có là 550.000 thôi. Đi kèm là sẽ có là phụ kiện này, đầu típ này, đấy, dây lắp léo này, đầu vít này, mũi khoan này. Đấy, cực kỳ rẻ các bác nhá, giá là 550.000. Qua tiếp cho cô bác anh chị mình các bác nhá. Cái này thì cái này vừa loa này, vừa làm đèn ngủ này. Đây các bác này, cực kỳ tiện luôn. Và đặc biệt này, cái này mình có thể nghe nhạc này, sạc điện thoại nằm ở trên này. Sạc điện thoại không dây các bác nhá. Bác nào mà có cái dòng điện thoại cao cấp này, thì các bác có thể sạc không dây này. Đấy, về tối đi ngủ thì các bác có thể đặt lên thế này để các bác sạc luôn cho em nhá. Đấy, nghe nhạc làm bóng đèn ngủ này. Đấy, sạc không dây này. Nghe radio này. Đấy, ok chưa? Cái này thì mình có thể dắt luôn được cả thẻ nhớ này. Đấy, hoặc là đây, hoặc là dắt USB. Đây các bác nhá. Cực kỳ tiện luôn. Đấy, giá bên em đang thanh lý bây giờ chỉ có là 230.000 thôi các bác nhá. 230.000 thôi, giá là cực kỳ rẻ luôn.